Minecraft ให้สิMinecraft เดอร์ทุกคน Minecraft มาครับ Minecraft ไปแล้วจำเชือกผมก่อนนะtiêu diệt xong chùm của cái tòa lâu đài rồi và cái là một số đồ thì hay ho đấy. Thì bây giờ đến nhường lời Tuấn Anh bắt đầu nói nha. Kính chào các bằng hữu gần xa và tôi là Tuấn Khó Đỡ. Và chào mừng các bạn đã tới Minecraft của góc Minecraft và trung tâm Minecraft. Lần này đây là chap thứ 12B của bên tôi. Thì chúng tôi sẽ quẩy cái game này tiếp tục sau khi đã khám hiểm trong cái tòa tháp Disneyland trong cái thế giới Hera. Thì chúng tôi bây giờ bắt đầu đi tiếp thôi. Đi tiếp thôi chứ nói làm gì nữa. Nó nhiều quá. Không có gì để bên kia có mấy cái tòa thành không? Đâu. Ra thôi, qua ra coi thôi. Thoải mái. Rồi ba đi tôi chơi bên. Tôi có hết gậy gậy rồi. Hết gậy rồi hả? Mà này không có gì đâu ơi. Mấy cái tòa à. Mấy cái nó trang trí mà cho đẹp thôi. Cái tòa tháp vậy mà. Gì? Mày bản đồ lên. Đâu? Đó, mấy tòa tháp mà bằng đá mà đâu, đâu, mấy đâu. Phía dưới này. Gì đâu? Có hai cái tòa tháp nè. Ok, mình đã tới hiểm này giết Licking nè. Lick này là lick gì ta? Lick Street Light. Street Light không biết ghi đúng không nữa. Rồi nó đang cho mình bay lên đúng không? Hôm nay anh niên hiền rồi. Bay gì con người bay lên. Ok, vậy tôi bay ra. Chu. Bay tới tôi sẽ đi xong. Rồi, đâu rồi, cái tòa thành đâu rồi? Rồi quá này. Nhỏ, cái bản đồ này thì quá nhỏ. Vậy đang bay mà dịch chuyển. Holy shit. Rồi, thanh niên bay vô vậy? Bay vô vậy? Để đổi bộ đồ. Cái gì vậy? Gì là gì? Ý ông là sao? Bay, không có gì được ngay, cái ấy rồi, bay về đi. Đâu? Thì đang bay nè. Đi thẳng phía dưới đi, sắp tối tôi chạy bộ rồi nè. Đâu? Trời, tôi đi nhanh mà, tốc độ của tôi là 50 cây chuối trên giờ đó. Rồi, hết xích vô trong cái map này. Rồi, tôi tới nè. Tôi về đi. Rồi. Chúng ta sẽ khám hiểm cái tòa này trước. Rồi, đi rồi. Từ từ, để mặc đồ vô đã. Mặc bộ đồ này vô, quýnh lộn mới ngon. Về để tôi nâng cấp cái bộ giáp khác coi. Ui người. Rồi anh coi nhìn nó tung rồi. Mọi thứ đã bay hết. Lấy cái này để giết chùm rồi. Lấy cái kiếm thường để quýnh rồi. Còn lấy cái này là cái này nó bị ấy rồi. Cái kiếm của tôi sắp hư rồi. Lấy cái này đi. Cái này có tác dụng gì đây? Đánh bật lùi. Hư này cây bỏ. Rồi đi lên ông ơi. Chết cha hết. Hết than rồi. Hết đuốc rồi. Đây rồi luôn. Có nhiêu cây? Nhiều. Quăng ra bớt rồi. Trời ơi, té rồi. Đâu? Quăng ra đi. Quăng ra từ bay tôi à. Gì đây? Khiều chơi cái mất máu không? Thôi không nhảy lên rồi. Đây à, ra đây. Nè. Bay lên nó dễ không? Bay cũng cực. Hình đi ảo tưởng sức mạnh. Có cái cây tối ngày cho ta bay lên ngoài à. Mà cái cây con cũng nãy giết chùm á, nhờ cây đó mới giết chùm. What the fuck? Không có gì vậy. Tôi nghĩ chỗ này nó chẳng có gì đâu. Sao đi. What the fuck? Làm gì đây? Ui giời, ghê đó nha. để tôi đi lên, tôi gấp cây đi lên. Chào mẹ, sao này? Yeah. Fuck. Thanh niên đứng đây nhìn rồi nè. Oh shit. What the fuck? Mày cũng bé rồi. Nè có đường lên nè. Cái tòa thành này ngu người ghê. What the fuck?
the fuck? Cái tò này hả? Cái tò này ngu người ghê. Rồi, nó không bị hư rồi. Có gì không? Có gì không? Chắc là tụi mình đi sai rồi, nó không có đồ á. À, cái tòa thành bỏ hoang đó mà. Ở bên kia khả năng chẳng có gì luôn. Sao đây toàn tòa thành bỏ hoang rồi sao ấy? Ôi, chỗ này có cái cung điện đó này. Đâu? Đó, nhìn cái góc này. Chỗ nào? Hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam. Vàng gì không? Không. Đấy. Ở đây quá trời mấy cái cung điện nhỏ. Ờ, thấy rồi. Chắc là cái con Hera gì đó. Rồi đi chuyển máy đi. Ok. Rồi, để đây tôi ông cái TB heo tiết kiệm được cái cây gậy càng tốt. Bây giờ tôi bỏ mặc đồ vô, mặc đồ chuyên dụng để bay. Đây là đồ chuyên dụng để bay. Khỏi khám phá mấy cái tòa thành nhỏ nha. À, bây giờ chúng ta khám phá tòa thành lớn. Ở mấy con cu này, con cu gì vậy? Mà mấy con này nhìn ghê quá. Rồi tới rồi. Ok. Rồi, đây là chuẩn bị tòa thành, chuẩn bị khám phá nè. Rồi. Tòa thành này chưa biết là gì, chưa biết. Rồi. Rồi tôi đổi đồ nè. Ủa, cái thế giới này tôi giờ tôi để ý ở trên trời nó nhìn nó long lanh thật. Đâu? Rồi, mày tôi nhìn xuyên tường luôn rồi, tôi làm bật trời ra ngoài chứ. Trời ơi. Đó, cái cây gậy quýnh một cái một là một mấy chục máu luôn. Cây gậy nào? À, Depression 3 là biến. Rồi, vô nhanh lên điên. Dạ rồi. Cái này chắc là nhìn trong đi trong cái kia rồi. Rồi, ok, cái đường này đi vô được nè. Rồi đây, tôi đang đợi nè. Thanh niên lâu lắc quá. Rồi, đập máy luôn rồi. Đây, đây nè. Rồi, vô đi. Come on, go. Ờ, để kiếm cái kiếm nào xịn nha, quýt lộn thôi. Đấy, cái này đây, cái này rồi. Hả, làm sao để sửa kiếm, tôi cũng quên cách sửa rồi. Hả, các bạn nào biết cách sửa đồ thì nói với mình nha. Mình quên cách sửa đồ rồi. Rồi, có gì đây? Moonwind. Ờ, đề kháng 2. Không có cục cức gì hết. Sao má? Có cái Moonwind nè, các bạn nào biết cái Moonwind này có tác dụng gì à? Các bạn hướng dẫn mình nha các bạn. Các bạn đẹp trai. Rồi, kéo quyển sách. Tôi không biết cái thuốc này đề kháng gì đây. Có lấy được gì ngon ngon không? Có. Có, giấu giếm xài mình đi. Đây là nhờ rồi quá. Trời ơi, quất cái 25 máu luôn à. Quá dữ. Rồi, có đường vô. Cái này là cái can giáo này nè. Thử không? Được cái đấy. Đó. Làm cái gì, thử nhắm ra đi cháu. À, ném không được. Nè, cái thùng lên, lấy cái thùng đi. Tăng khả năng nhảy nè. Thuốc đề kháng 2, lấy thuốc đề kháng đi không? Không phải đâu. Nhắm ra nè. Đâu rồi, cái cây đó rồi. Nè. Yếu xìu à. Cái đánh tận là hai mấy điểm. Đánh được con quái thôi. Rồi, đi thôi. Bỏ là trả lại chưa? Đã làm gì? Tôi vũ khí thôi mà. Bán vũ khí. À, rồi đi. Có cái Enderman không? Đưa tôi cái Enderman bữa tôi ăn trên ông không? Enderman nào? Hả? Enderman nào? Cái cây kiếm Ender á.
Trên kia bên đời tôi không thấy đâu, tôi khả năng tôi mất nhà rồi, hay mất hỏng rồi. Nãy giờ tôi đang dùng kiếm kim cương mà. À. Nãy giờ vẫn còn kim cương. Rồi đâu rồi? Đi lên chưa? Đang đứng ngoài rồi, chờ lên. Hả, lên mấy chỗ này mệt mỏi quá vậy? Không có gì ngoài sách. Không xe. Cái gì vậy? Ngoài sách nó làm bay lên trời vậy. Thì nó cũng có cái chiêu làm bay. Ôi, cái này không có gì ghê quá. Đâu ông đâu đây nè, đây nè, đang đứng đợi nè. Đi vào đây, con này. Không có đâu, không có gì hết đó. Lên đi. Hả, cái chiêu này tôi sẽ xiên cái đầu con chùm. Nếu mà gặp nó. Thôi, gặp chùm ơi. Đây nè, đây thôi. Ờ, gì té vậy? Có gì lửa, lửa gì ghê vậy? Mình chống lại mafia luôn. Ồ, sao lửa ghê quá. Rồi mấy con quỷ này á, nó quýnh mệt quá. Tôi quýnh nó bằng cái cướp kim cương, nó cũng mệt với tôi nữa. Nó có gì không? Không, có... Không có gì hết. Chơi gì nó chưa ra mà nó bắn tao ha. Gần hết tận đấy luôn, quên không ăn. Ăn đi hết gì? Hết thịt hả? Không, mà quên không ăn rồi. Thịt cơ nhiều lắm. Thịt nó không biết nó gì. Hui. Còn mấy té nữa. Còn thanh niên đi nhanh vậy. Rồi lên tiền trần kia chơi rồi. Chuẩn bị anh em sẵn sàng tấn công luôn. Rồi ok. Hui. Chết lại lít nữa lại đó nữa rồi em ơi. Chỉ là đó mà. Chỉ là anh cũng biết đánh nhau mà. Nhưng mà giờ sao giết nó đây? Làm đánh thôi. Cứ đánh nó bình thường tôi nghĩ là nó sẽ bắn máu rồi. Lên chưa? Giờ quýnh cái con mà có giáp á. À chắc lấy cái này. Nó chà hết máu rồi. Ồ để hồi máu rồi đó. À để tôi uống cái này vô đã. Thuốc đề kháng. Ồ, 8 giây đề kháng, ngon chim. Nhưng mà sao máu không lên vậy? Quýnh đi. Ờ nó quýnh tôi thốn quá. Sao máu không tăng vậy? À chắc tôi phải đứng yên máu nó mới tăng. Cái giáp tôi yếu quá, giáp ông mạnh á, giáp ông giáp mạnh á, giáp tôi giáp yếu. À quên mình cho giáp này nữa rồi. Đó. Đó có khiên, còn có khiên không? Rồi, đó rồi. Tự nhiên nó gần chết rồi. À, lấy cái này đập cái khiên đó nè ông ơi. Tầm 7 không à. Đó. À, lấy cái stick á. Đó, không sao, cái tôi có cái chiêu cái tốc độ à. Đó, lít thân thường. À, lần này tôi giết giúp thân tơ. Được rồi, đây. Cái nào, không có, lần này tôi không có cái cục vàng đó. Ủa sao con lít này không có cục vàng ta? Cái tôi có khí không đây? Không có, ở có con zombie kìa. Ê, tao có để,
con này tao nó đẻ em ơi. Ờ đệ, nhưng mà cái này yếu lắm. Cái đệ này xài được có 9 lần à. Ờ để dành đi, mốt mình ấy mình cho con đệ này ra được á. Cất vô, cất vô. Rồi bây giờ làm gì đây? À cái con quýt đó mày lấy cái cúp á, quýnh nó. Cái cúp á? Ờ cái cúp nè, cái cúp đào này nè. Cúp này nè. Ờ. À thế à? Ờ. Nhâm ta dùng kiếm hả? À tôi được cái đầu á. Cái đầu đâu? À quăng cái đầu vô tôi. Đầu bay lên đi. Hả? Quăng xuống đất này nó tự bay vô tôi à? Tôi nghĩ là chắc là nó bảo vệ khỏi lửa. Đâu quăng đâu? Lít lít chu phi. Cái con kia lít là hai con lít chu phi luôn. Không biết lít chu phi để tác dụng gì. Rồi, con quỷ điên. Gì lửa không vậy? Gì đây? Nó chết chưa? Chết rồi. Nó chết hả? Đồ vàng và đồ chính xác không vậy? À chắc tôi về tôi phải gáp bộ đồ giống ông để đi quýnh lộn quá. Bộ đồ này yếu quá. Bộ đồ này chỉ tắt tốc độ thôi là tôi di chuyển thôi. Rồi đi, tôi chuẩn bị hỏng rồi. Rồi tôi chuẩn bị hỏng rồi. Chết cha tôi dục lộn cái quần rồi. Mày không bay lên trần này tôi. Có cái quần, có quần cù bắp. Tên tạnh mưa đấy cái. Mưa gió ghê gớm mày hả? À cứ mỗi lần giết cái con nó xong là mưa. Chết mưa đúng rồi. Ok, cái này đã khám phá xong nha đây các bạn. Ok. Đây. Đã khám phá xong. Rồi ok, bây giờ đi đâu đây? Rồi chúng ta đi không? Đi hướng nào đây? Đi hướng đi. Ok, đi hướng nam luôn đi. À nó hết đường hay sao nè. Ok, mình cứ đi xuống cái nam đi. Nói chung cái này mình kiếm mấy lâu đài mình làm cho xong, chứ mấy cái lâu đài bên kia mình ra thế giới kia mình quật quẩy được rồi. Đào ra đi. Để tôi biến cho. What the fuck. Ok. Bỏ bộ thiếp lên. Rồi đang ở dưới ngoài rồi. Rồi giờ đi đường nào đây? Để coi. Thẳng Việt Nam ấy. Ok thẳng. Ơ có cái cây gì vậy? Xanh xanh lè ghê quá. Đó. Đó. Rồi bán đồ rồi. Xong. Nè cái cây xanh này là cái này hả? Ờ cái gì vậy? Cây này to vậy. Đào trong cho nó có gì nè. Ờ đào đi. Chắc chắn là không có rồi đó. Có không? Đào đâu. Ừ. Đào loại này siêu khó luôn. Ờ cái gì ghê vậy? Holy shit. Mã chơi luôn. Ờ hơi gớm không? Rồi lắc luôn. Rồi lụm mã gỗ quá trời. Có cái gì vậy? Firefly. Con rùi. Rảnh quá. Đi chặt cây. Rồi tôi đi xuống boss nha. Đi xuống phía nam nha. Ở đây có cây nam với nhau này. Đâu không phải, hình như là bên kia đâu. À có cái giáp và thiếp này giờ chạy nhanh quá. Bấm lộn các bạn. Không có mình không có ý hack chip gì đâu. Rồi quá lắc. Quá là lắc. Cái cây này có gì nhỉ? Làm gỗ ghê. Rồi ở đây cũng có một cái cây vậy mà không có gì hết. Phía nam á hình như không có gì. Không có gì. Mà tôi sẽ chế tạo một cái gỗ thì vừa có thể rồi. Quá tuyệt vời. Ờ có con nai sừng tấm kìa. Nai sừng tấm à? Ờ con nai đẹp lắm, lần đầu tiên tôi gặp thấy con nai này á. Biến qua đây coi thử nè. Thấy không? Rồi lại làm điện loạn rồi, tôi chờ tí nè. Rồi ok không? Thấy không? Đang lốt map ghê quá. Map này ghê quá.
quá lắc luôn á, hết xít. Hết xít là siêu lắc luôn á. Giờ đi hướng nào đây? Đây tôi đang đi hướng nam luôn nè. Coi có gì không, lại mấy cái cây này nữa. Rồi, thấy tàu thành rồi, thấy tàu thành rồi. Đó. Thì thẳng xuống hướng nam luôn. TTB đi, TTB đi. Ok, khám phá xong tàu thành này là mình đi, mình dừng cái cháp này lại đây. Rồi, lắc luôn rồi. Đang đi rồi. Rồi, 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 đây, đây, đây. Rồi, lại phải thay đồ. Quả lắc. Lắc không phải chấp nhận được. Vâng, lại không toàn thành nữa. Ok, đào đi. Đào làm gì? Tôi nghe em phi cả cái tiền mà đánh thẳng con chuột luôn. Ờ không nhớ ở cái phần kia khi mà vô vi hẳn lên trên là mất đồ hả? Không mất đồ. Yên tâm đi. Ui. Tội gì đó thua vậy? Còn cái gì vậy? Chắc còn lấy. Em dùng nhan. Ờ cái kiếm đập. Cái kiếm cùi bắp. Ờ có full set rồi nè. Con fly này không biết tác dụng gì các bạn ạ. Lên đi, phi thẳng lên đi. Ok. Woo. Rồi rồi, biến lên đi. What the fuck, cái gì vậy? Biến lên đi, biến lên đi. Cái gì tối thui rồi. Rồi lỗi map rồi. Rồi. Ôi thấy rồi, thấy rồi. Nhưng mà vẫn lỗi. Rồi, đây làm pha đi. Rồi, ok. Nhưng mà tôi bị lỗi rồi. Rồi. Hết bị rồi đó. Vô. Không, cái nữa được hả? Rồi, chưa. Để công khai mạng lên đã, nó quýnh tôi ghê quá. Rồi rồi, vô đi. Họ nó đứng đây nó đợi tôi. Sao, ông đâu? Mấy con ma này đâu ra nhiều vậy? Rồi lên quẩy đi. Lên. Ờ sao tối thui vậy? Rồi nó làm con mắt tôi luôn rồi. Rồi đập nó. Đập cái giá cái đoạn này nè. Lấy cây thường đó. Cái cây cúp đại lên rồi. Rồi đi ăn máu rồi đó. Rồi. Cái bộ giáp tôi yếu quá, bộ giáp này yếu quá. Ông đâu rồi, ông đâu rồi? Nó đâu rồi? Rồi hết máu rồi, Chạy đây, tôi cũng còn hai máu à. Rồi đứng ngoài ngoài tí rồi, đi nhanh lên kéo. Đúng rồi. Để tôi đổi cái quần lên quậy quậy nó luôn. Bây giờ thằng cầm kiếm gọi Tuấn kìa. Đâu. À, dưới nó gọi là Tuấn ơi. Đù, thanh niên hiểu được tiếng hả? À, quá dết, quá thú luôn. Rồi, chuẩn bị lên hấp dẫn nào, vậy là ta lên hấp dẫn nó xong đấy. Rồi, quốc đi, lên. Rồi. Đập cái giáp đó.
đập đi. Là cái cúp là phải là kiếm. Cái cúp nó mới bể. Rồi đó, bể rồi đó. Trời, nó muốn bể cái cúp của tôi luôn à. À, nó nâng cấp cái cúp của tôi. Đúng hỏng ơi. Chà, nó lấy đồ của tôi rồi. Ôi ơi, đi núp 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 đi vô đi vô đi vô. Nó tạo ra mấy con quái vật. Tôi núp cái nhà tôi hết máu rồi. Có đồ ngon nhớ cho tôi nha, đừng có giếm nha. Rồi, màu nó hỏng. Cái gì? À, nó ghê quá. Rồi, mất cái kiếm của rồi. Rồi, tôi đã chết rồi. Kiếm, nhắm lên. Đâu, cái kiếm ông là cái nào? Lichufi lại là... Cái đó xài tốn năng lượng đó. Còn cái áo không đâu rồi? Cái áo không đâu rồi? Mất áo rồi, áo hỏng rồi. Hư hả? Rồi đừng có làm nữa rồi, nhức đầu quá. Đẩy nó đi, kiếm không cầm đi. Thì không nói. Đứng quăng ai biết làm gì. Bảo đưa kiếm đi. Kiếm nào là của ông, trời ơi. Có cái kiếm của ông đâu? Kiếm tôi bị nãy nó đẩy mình ra rồi. Có cái gì đây? Cái gì nữa đây? À, biết cái gì mới lạ lắm nè. Không ai kiếm ông ơi. Không biết tôi có quăng lộn cái kiếm của ông không nữa. Giờ là không có kiếm à? Không có kiếm. Có cái kiếm thường à. Kiếm cương thôi mà. Không có cái kiếm kim cương. Có cái Living Marathon nè, không có cái kiếm kim cương. Rồi, giờ sao đây? Giờ hả? Giờ làm kiếm mới, rồi kết thúc đi, kết thúc cháp này đi. Cần mấy cái giáp không? Có cái áp vàng nè, ông thích cái áp vàng nè. Tôi hỏi anh cho bạn bây giờ lắm rồi. Ok, dừng cái cháp này ông ơi. À, mỗi lần giết con này xong hả? Là nó bị trời mưa. Đứng đây. Vậy là 12B. What the fuck? Rồi, quýnh tới thui rồi. Tôi cũng tới thui luôn rồi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chat này để ủng hộ tụi mình làm cái chat tiếp theo. Các bạn hãy share và subscribe cái kênh 2 của tụi mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào.